Kính chào quý khán giả. Vùng hội tụ gió trên khu vực vùng núi Bắc Bộ có xu hướng hoạt động mạnh hơn và gây ra mưa dông rải rác ở vùng núi và trung du. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng có tố lốc cũng như là gió giật mạnh. Còn các nơi khác ở Bắc Bộ thì có mưa dông vài nơi nên nhiệt độ ngày mai tại khu vực này giảm từ 1 đến 3 độ, phổ biến là từ 31 đến 33 độ. Riêng vùng núi thấp hơn từ 28 đến 31 độ. Dịch xuống với các tỉnh miền Trung. Thời tiết ổn định với đêm ít mưa, ngày trời nắng. Riêng ở khu vực vùng núi phía Tây, khu vực Bắc Trung Bộ, chiều tối và tối có khả năng xuất hiện mưa rào và dông. Rãnh áp thấp ở phía Nam có trục đi qua Nam Trung Bộ, tiếp tục chi phối thời tiết các khu vực ven biển Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, nên mưa dông vẫn tiếp tục xảy ra ở mức độ rải rác. Nhiệt độ cao nhất ngày tại các khu vực này dao động ở mức là từ 29 đến 31 độ. Chuyển sang khu vực Nam Bộ, do chịu ảnh hưởng thuần túy là gió Tây Nam nên mưa chỉ xảy ra chủ yếu vào thời gian chiều tối và tối. Còn phần còn lại thì thời gian mưa chỉ còn có mưa dông vài nơi kèm theo tố lốc cũng như là gió giật mạnh. Nhiệt độ trưa chiều mai tại đây duy trì ở mức là từ 30 cho đến 32 độ. Ở trên biển tại quần đảo Hoàng Sa có thời tiết tốt với trời nắng ráo, tầm nhìn xa thông thoáng, gió nhẹ ở mức là cấp 3, cấp 4. Còn tại vùng biển quần đảo Trường Sa thì có mưa dông rải rác khiến tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc cũng như là gió giật mạnh. Và phần cuối sẽ là những thông tin dự báo chi tiết cho các tỉnh và thành phố trên cả nước trong đêm nay và ngày mai.